vẫn còn những người nghèo đang phải sống trong căn nhà tạm bợ dột nát. Nhiều mảnh đời bất hạnh với những câu chuyện đẫm nước mắt cùng khát khao về một mái nhà che mưa, che nắng. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời mong muốn tạo điều kiện để những hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận thực hiện chương trình Mái ấm yêu thương mỗi tháng một chương trình bắt đầu từ tháng 6 năm 2019. Chương trình Mái ấm yêu thương chính thức phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 16 tháng 6 năm 2019. Các tổ chức và cá nhân có thể đồng hành cùng chương trình để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo. Xin vui lòng liên hệ với chương trình Mái ấm yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, số 341 Thủ Khâu Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại chương trình 0252 652 539.